Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, làm như thế nào để tăng năng suất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, đồng thời nâng cao thu nhập của nông dân là một yêu cầu đã được đặt ra từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, làm như thế nào để chính cộng đồng nông thôn, nơi dễ bị tổn thương bởi thiên tai, có thể chủ động ứng phó lại là điều không dễ dàng. Do đó, cần phải có cơ chế chính sách cụ thể để nhân rộng những kỹ thuật và mô hình canh tác nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây chính là quan điểm của nhiều đại biểu tham gia hội thảo về phát triển nông nghiệp nông thôn thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu được tổ chức sáng ngày hôm nay tại Hà Nội. Lấy ví dụ về việc xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp ở thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, nơi từng xảy ra những trận dông lốc vào đầu năm nay. Đại diện thôn Mạ cho rằng do bà con đã được tập huấn phòng chống thiên tai nên đã hạn chế tối đa được thiệt hại về người và hoa màu. Cùng với đó, với mô hình thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, mà cụ thể là sử dụng nguồn giống lúa chịu hạn, phân bón hữu cơ tại chỗ đúng cách đã làm tăng giá trị của việc canh tác lúa của bà con trong thôn. Xử lý được những cái phân chất thải của gia súc, gia cầm, sau đó mình quay trở lại để bón cho những cây trồng. Bây giờ thì là bón lúa, bón rau, là bón cây ăn quả rất là tuyệt vời. Nhưng năm nay là cây ăn quả trên đó là đạt tỷ lệ là đậu quả rất là cao. Bộ Nông nghiệp cũng như Bộ Tài chánh đã nghiên cứu rõ ràng là làm như nông dân là phải tốn 4.000 tới 4.500 một kilo lúa. Nhưng mà với cái nông nghiệp thông minh đối với biến đổi khí hậu thì mình có thể giảm cái giá thành xuống còn một phần nữa. Cũng tại hội thảo về cơ hội cho hệ thống lương thực thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu ở Việt Nam vào sáng nay, các nhà khoa học cũng cho rằng nhiều mô hình canh tác nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu đã được thực hành trong 5 năm qua tại hầu hết các vùng sinh thái của Việt Nam và đã được đánh giá hiệu quả rất tốt. Nhưng điều quan trọng là làm thế nào để công nhận và nhân rộng những mô hình này thì hiện vẫn chưa có các quy định cụ thể. Công tác nghiên cứu thì nó đòi hỏi là, và chọn giống thì nó đòi hỏi là cái thời gian lâu dài, trong khi biến đổi khí hậu thì nó rất là tác động rất là nhanh. Về mặt chính sách thì chúng ta cần phải thúc đẩy cái việc là công nhận các cái tiến bộ kỹ thuật về thực hành nông nghiệp thông minh được công nhận bởi nhà nước, bởi Bộ Nông nghiệp để có thể là phổ biến một cách là chính thức, rộng rãi, nhanh hơn. Trong các lĩnh vực từ chăn nuôi, trồng trọt đến thủy sản cho đến phát triển lâm nghiệp thì chúng tôi đều đưa vào cái vấn đề là thích ứng biến đổi khí hậu để cho người dân có cái phần thay đổi dần dần. Được biết, chương trình nghiên cứu về biến đổi khí hậu, nông nghiệp và an ninh lương thực khu vực Đông Nam Á được khảo sát và thực hiện ở nhiều thôn bản thuộc 7 vùng trên cả nước và một số nước trong khu vực. Trong đó, trọng tâm là thực hành các mô hình và tiến tới khuyến nghị các chính sách để thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cụ thể là thực hiện hiệp định hạt giống không biên giới nhằm chuyển giao những giống thích ứng tốt với biến đổi khí hậu như các giống lúa và khoai tây, và thời gian tới là các giống hạt ngũ cốc, đậu, hạt dầu, rau, mía và các cây trồng dạng hạt.